Sau đây mình sẽ hướng dẫn cho chị em cách sử dụng bột ngâm rửa phụ khoa Đông y Hoàng cung nhé. Lấy một gói bột, cho vào bình với 1 lít nước rồi đun sôi. Dụng cùng với lại chậu ngâm phụ khoa. Đổ dung dịch thuốc đã đun sôi vào chậu rửa. Nhớ thêm khoảng 300ml nước lạnh để được nước vừa đủ ấm. Chị em mình ngồi thẳng phía trên chậu, bóp nhẹ dụng cụ xịt rửa để nước thuốc ngấm sâu. Đến khi nước nguội thì thôi nhé. Nhớ là không cần rửa lại hoặc lau khô vùng kín sau khi ngâm rửa. Để vệ sinh bình thường, ngăn ngừa viêm nhiễm, làm hồng và xe khít thì cứ 2 đến 3 ngày chị em mình lấy một gói và dùng cho một lần nhé. Còn những chị em mà bị viêm nhiễm cần phải điều trị theo liệu trình thì đọc kỹ hướng dẫn sử dụng ghi trên nắp hộp. Những chị em mà mới sanh á thì sau 1 tuần cũng sử dụng được luôn. Diệp Huyền sẽ sử dụng bột ngâm phụ khoa Đông y Hoàng cung trong 1 tuần và hẹn với chị em là sau 1 tuần Diệp Huyền sẽ chia sẻ với chị em cảm nhận về tác dụng hiệu quả của bột ngâm Đông y phụ khoa Đông y Hoàng cung đối với mình nhé. Xin chào mọi người, cảm ơn mọi người đã xem video của Diệp Huyền.